mọi người, hôm nay mình làm cái video này đính chính cho mọi người về một chút về con gà Tây nhé. Dạo này nhận được nhiều tin nhắn phản hồi của mọi người hỏi có gà Tây lông xanh hay không, và cũng khá là nhiều người bị mua phải gà Tây lông xanh này rồi. Thì hôm nay em làm cái video này để đính chính với mọi người rằng có gà Tây lông xanh hay không nhé. Theo như kinh nghiệm nuôi gà Tây của em nhiều năm thì em khẳng định với mọi người là ở Việt Nam mình là không có gà Tây lông xanh đâu. Gà Tây ở Việt Nam mình chỉ có hai loại, hai giống. Một là gà Tây bản địa, hai là gà Tây Huba. Gà Tây bản địa là cái gà Tây mù trắng trắng rồi nhờ ở trong Sài Gòn, trong miền Nam anh em người ta hay nuôi thôi. Còn hai là cái loại gà Tây Huba như cái trại nhà em đang nuôi đây. Con gà Huba thì nó nặng tầm 10 đến 12 cân với con gà trống, từ 5 đến 6 cân với con gà mái. Còn cái con gà Tây lông xanh thì em khẳng định với mọi người là không có. Mọi người trước khi quyết định mua thì mọi người nên tìm hiểu kỹ để tránh bị mất tiền oan và mang bực vào người. Đấy. Rất nhiều phản hồi của mọi người hỏi em là có gà Tây lông xanh hay không, mà rất nhiều người bị lừa rồi. Mọi người hãy là người tiêu dùng thông thái. Trước khi đặt quyết định mua thì hãy tìm hiểu kỹ mà. Chào mọi người nhé.